Vâng, xin chào. Hôm nay là mình sẽ chia sẻ cho các bạn là cách hướng dẫn đăng nhập vào tài khoản Facebook. Thì ở đây là mình hướng dẫn ngay từ ban đầu luôn ha. Đấy. Ban đầu là mình tạo ra một cái form mới thêm này. Đấy, ví dụ như mình để ở đây là ví dụ như là nick VM mới đi, VM mới. Ok nha, 01. Rồi. Đó. Vậy là mình sẽ đã tạo ra được cái là một cái tài khoản trong mới rồi. Và bây giờ bắt đầu mình log vào Facebook mới nhé. Ok, đây nick thì mình đã chuẩn bị sẵn vào đây ạ. Đấy. Thì nó sẽ có định dạng ở đây ấy, là các chị không cần quan tâm. Định dạng ở đây ấy, là tài khoản này cộng với cả mật khẩu cộng với cả là 23 23, là bảo mật hai lớp ấy. Đấy. Thì ở đây ấy, là đây này. Mình sẽ log vào như này. Nó sẽ ra cái dạng gọi là xác thực, yêu cầu xác thực yếu tố đây này. Thì nhớ là mình sẽ vào cái website là 2fa.live. Đấy, bắt đầu mình dán cái bảo mật hai lớp vào. Đây, bảo mật hai lớp ấy, nó có cái mã như thế này này. Đấy, các chị để ý nhé. Copy mình dán vào đây này, submit. Thì sau khi submit xong ấy là các chị sẽ thấy cái giải mã đằng sau này này. Và các chị bấm sao chép. Đấy, dán vào, tiếp tục rồi lưu trình duyệt. Ok, vậy là chúng ta đã vào được cái nick Facebook mới. Ở đây là một cái Facebook ngẫu nhiên ha, bạn bè. Ok ạ.